Thạch Sanh, Thạch Sanh, Lý Thông, nào đứng ở dưới cánh tay Thạch Sanh nha, để chụp trước đi, để đoàn kia chụp trước đó nha. Chip quay lại đây nha. Lại quay lại đây nha. Sao lại đi chạy ra đây làm gì? Đang chụp ảnh đi chạy ra mẹ làm gì? Nhí bò đi đâu đấy? Được rồi, Xuân Hiếu được rồi, đi Xuân Hiếu đi. Xuân Hiếu đi ra cạnh cạnh ông kia, đứng cạnh ông kia. Xuân Hiếu đứng cạnh ông bên này, quay người lại đây nhá. Sơn đâu nhỉ? Linh ơi, Linh ơi, đứng như thế này này, cho cả em nữa. Đắp Sơn đi đâu nhỉ? Cô ơi, đứng đấy à? Chị theo bà đi. Nào. Đấy rồi, hai chị em đứng ở đấy rồi. Nào, đứng ngồi xuống. Đấy, hai đấy, hai đấy. Bên này Sơn đi. Đấy, ngồi đây, hai đấy. Ngồi thế là hai đấy. Ngồi thế hai đấy. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Rồi, cô ngồi cạnh Sơn đây rồi. Ngồi được. À, ngồi được rồi. Được rồi, được rồi. Ở giữa, cô ngửa mặt lên lên nào. Vâng. Hát nữa này. Cái gì? Không đi ra kia rồi. Thạch Sanh này là cực khỏe đấy nhá, Thạch Sanh này cực khỏe đấy, đánh thắng cả con chăn này, cứu công chúa đấy nhá. Hồng Nhung nhớ chưa, nhớ chuyện Thạch Sanh chưa? Úi giời, anh Bi cũng đòi đánh thắng cả chăn kìa. Anh Bi khỏe bằng Thạch Sanh kìa. Cú Xuân Hiếu giơ tay như ông kia kìa, như ông Thạch Sanh đấy, đấy giơ đây, giơ đây. Đấy, đúng rồi. Úi giời, Sơn dơ giống thế nhỉ. Úi giời, Nhí đang đi tìm công chúa ở trong hang kìa. Đấy. Úi giời, đánh thành đáng đá, vừa đá vừa đánh nhá, vừa đá vừa đánh nhá. Vừa đá vừa đánh nhá. Đấy. Nhí chào rất hay. Nhí đang đi tìm công chúa ở dưới hang để cứu công chúa trở về nhá. Khéo gãy tay của Thạch Sanh nhá. Đổ tỉnh giấc. Đổ tỉnh giấc thì hay đấy nhỉ.